Máy nông nghiệp Hải Sơn xin chào tất cả các bác nhé. Các bác ơi, hôm trước em mới chỉ giá qua em ép US45 mà nhiều bác hỏi quá, nhiều các bác hỏi em này ghê cơ. Em sẽ quay luôn cho em nó, em nói cho các bác xem nhé. Vì em về hai em cabin và có một em là khách buổi chiều hôm trước về công, hôm sáu khách đến chốt luôn rồi, thì còn mỗi một em này nữa thôi đó. Quay luôn cho các bác nào để thích và kết dòng này thì có thể đặt cọc luôn nhá. Em mấy cái em US này bán cực dễ nhanh luôn ấy. Đó. Khách rất là thích luôn. US mà là dòng cabin siêu bền bỉ mà chạy cực nhanh, cực bền luôn. Đó. Em này tầm 45 mã lực. Lần trước em về những em 46 hoặc 40. Lần này sẽ về 45 nhá. Đây, cái mã công của nó đây. Em này mới về luôn này các bác này. Mới về còn chưa kiểm định luôn ấy. Mới về chưa kiểm định luôn. Đang đợi kiểm định là đến là để bác luôn em. Bác 45 này đi luôn rồi. Đó. Đây em sẽ đi phần lốp trước của nó cho các bác xem nhá. Lốp ấy sao? Lốp lại bị ra thế này nhỉ. Lốp trước của nó đi. 8-18. Đó, lốp béo, lốp to đây đây. Đó đúng rồi. Lốp sau em nó đi. Em đã bán thì em lấy đang được ở chỗ ở trên kia rồi. Em này lại đây rồi. 13.6-28 nha các bác ơi. Siêu to khổng lồ luôn. Cái mã công nó viết đầy ở trên đây này. Rồi. Lốp đẹp. Bốn lốp nguyên bản đều đẹp luôn. Tem gì rồi cho nó gắn vào đây đây. Bốn lốp đều đẹp. Đây phần cầu trước của nó đây nhá các bác nhá. Em nó cầu trước nguyên zin luôn đây. Đó, mới tinh đây. Về như thế nào bọn em để nguyên như thế luôn. Để nguyên như thế cho các bác xem luôn này. Đó. Zin bét luôn này. Wow. Không có điểm gì phải chê luôn này. Ôi, nhìn cái kia à, này gọi là đường chịu lực rồi thì liên quan đến cabin các thứ này, siêu nhiều điện, siêu nhiều đường điện luôn. Đó, rất nhiều các chi tiết luôn, nhưng mà đấy các bác nhá, nhìn thấy nhá, ốc ếch nguyên zin luôn, nguyên zin với con ốc một luôn á. Bên này nó cho các bác này. Đó. Gặp nhiều ti gọi là thủy lực rồi thì của cái sợi dây ga của cái cabin ấy, nhiều dây chiều chi tiết cực kỳ luôn. Đó. Cabin thì các bác cứ mua những cái em cabin nguyên bản như thế này thì sẽ rất là đẹp. Đấy. Đây, các bác khách đang đến để xem những cái em US. Đó. Đây nó vẫn đầy đủ nguyên nguyên các phụ kiện. Cái phần đèn nó đang bị vỡ một chút thôi, thì bọn em các bác mua bọn em sẽ bảo dưỡng lại toàn bộ. Còn những cái chi tiết như thế nào thì bọn em sẽ bảo dưỡng lại và thay mới lại cho các bác nhá. Đó. Các bác yên tâm đi, những cái vấn đề những cái đèn biết nó vỡ không ảnh hưởng gì luôn. Đó. Cái phần ống khói nó được gọn gàng như này luôn này. Em vào đây em xem chi tiết máy móc cho các bác xem nhé. Đó. Ui, cái gì siêu xịn xò luôn. Đây, cái phần số của nó đây. Đây, ghế. Ghế cũng nguyên bản luôn. Ghế nguyên bản, tay cầm đây hết là đầy đủ luôn này. Trời ơi, xịn luôn này các bác này. Em này xịn xò thế. Đó. Ghế còn có cả tay cầm luôn. Xem đây nè. Bảng đồng hồ của nó đây. Chạy được hơn 1.000 giờ thôi. Xem có hơi. Wow. Ôi, bật đèn. Bật lên cái mát luôn đấy các bác ơi. Thấy các bác nghe tiếng kêu này. Gió mát luôn này. Đó. Mát cực kỳ luôn á. Đấy các bác ơi. Như này mình đi làm việc có phải gọi là khỏe người không? Quá là khỏe người luôn á.
máy móc hiện đại như kiểu ngồi trên ô tô con luôn, rất là xịn sò, bảo vệ sức khỏe của mình luôn á, bảo vệ sức khỏe mình đi làm việc luôn, vừa tránh mưa tránh nắng, tránh gió tránh bụi luôn, bẩn bụi luôn này. Đấy, nghe tiếng kêu mát ấy. Ngồi trên ngồi ở đây không buồn ra luôn á. Rồi đèn vẫn ok này, xi nhan này, xi nhan ok luôn. Đấy, cái đèn này nó đang bị vỡ rồi thì nếu mà các bác mua bọn em sẽ thay thế nhá. Đấy, xịn sò luôn, mới về xịn sò luôn, lắp ráp lên là chạy thoải mái luôn. Đó, tắt đi cái thì nó hết kêu rồi, mát thế. Đây các cái số này các bạn này, nói chung là máy móc nguyên zin nguyên bản, nó sẽ để nguyên thì như này cho các bác sử dụng luôn này. Đấy, cửa này cũng có thể mở được ra này các bác này. Đấy, gương nét căng luôn này nhở. Đấy, cabin sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đó, đây em đang quay ở bên trong đấy chứ, nhìn rõ nét ở bên ngoài cực kỳ luôn này các bạn này. Đấy, nhìn cái gương chất lượng thật sự, kính, cái kính chất lượng thật sự luôn á. Rồi để em sẽ đi xuống, đây em sẽ mở tiếng động cơ, à gọi là mở động phần động cơ ra cho các bác xem máy móc bên trong nhé. Ai trời, xịn sò gớm nhỉ. Đấy, lúc mình mở động cơ ra mình phải mở cả cái cửa kính đấy thì nó mới mở xem được này các bác này. Rồi thôi thế này để quay cho bên trong cho các bác xem chi tiết như nào nhá. Nói chung là máy móc bao đẹp rồi, không có điểm gì phải chê cả các bác ạ. Đó, em sẽ quay sơ bộ như thế này thôi. Đây 4T84 này, chủ yếu lăn ma là 84 là chủ yếu này. Em đang không nhìn rõ cái phần động cơ của nó, bình thường sẽ tháo cái này ra được này. Là động máy, bốn máy nhá các bác nhá, bốn máy đây, 4T84 đây này. Đó, bình nước xanh vẫn còn zin tét đây, chung máy móc bao zin cho các bác rồi, quá đẹp cho các bác rồi. Em này không có điểm gì phải chê cả luôn á. Đó, còn chưa quay cho các bác xem cái phần đằng sau của máy, đằng sau máy sẽ như này đấy, đẹp cực kỳ luôn này. Vậy cái phần bình dầu siêu to khổng lồ nó ở đằng sau như này đấy, nó cả một cái khoảng này đều là bình dầu luôn đó các bác ơi. Đó, lúc mình làm việc như thế, bình dầu nó lớn như thế mình không bao giờ lo mà đang làm nó hết nhiên liệu nhá. Đấy, máy móc siêu đẹp luôn, đường điện họ cũng thiết kế gọn gàng cho các bác luôn ạ. Đó, nhìn nó chi tiết, nó nhìn nhiều chi tiết nhưng mà nhìn máy móc rất là gọn gàng luôn nhá. Đấy, đây là phần đằng sau của nó rất là đẹp luôn. Mấy cái đèn này nó cũng đang bị vỡ, nói chung là nó sẽ vỡ một số. Hai cái đèn kia vẫn đủ sáng, lúc lấy test đủ sáng cho các bác luôn. Đó. Rồi các bác ơi, một em US 45 mã lực, động cơ 4 máy nhá các bác nhá, kèm cabin nguyên bản luôn. Giá của nó thì sẽ, nói chung em sẽ bật mí là nó sẽ phải trên đầu 2 nhá. Đó, thì các bác quan tâm đến nó, ổn quá nhỉ. Các bác quan tâm đến em nó có thể liên hệ trực tiếp bên em nhá, hoặc là để lại số điện thoại bên em sẽ liên hệ lại cho các bác sau. Đó, thì em sẽ báo giá khoảng giá như thế cho các bác mà quan tâm nó trước nhá. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé các bác ơi. Xin chào tất cả mọi người nhé.